Đến ngày 26 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bát Xát đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai gần 4,5 tỷ đồng và hàng cứu trợ trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trên cơ sở rà soát thiệt hại do thiên tai gây ra và nhu cầu của nhân dân vùng lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp cấp phát hơn 82.800 suất hàng cứu trợ đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học. Trong đó cấp phát cho các xã, thị trấn 60.224 suất, cấp phát cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện 13.393 suất, cấp phát cho các trường học và các đơn vị khác 9.229 suất hàng cứu trợ. Từ đó, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục cấp phát tới nhân dân bị thiệt hại bởi thiên tai trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, giúp người dân đảm bảo các điều kiện sống cơ bản, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để ổn định cuộc sống.